Ấy rồi, ấy ra update đợt này là có gì đây? Ui, một con cá băng các bạn ạ. Để xem nào, cái gì đây? Con này là con cá mập à? Chuẩn bị. Ấy cha, ui. Ấy cha, cá mập băng các bạn ạ. Vãi cả chữa thật đấy. Con cá mập băng thì nếu mà nó bị đóng băng thì sao nó sống mọi người? Ủa là sao? Game nó hơi ảo nha. Trời ơi, nói chung là hơi bị vô lý đấy. Ok, thì bây giờ thì nói chung là đợt cập nhật lần này chúng ta sẽ có cái sự kiện là cần thủ biển băng các bạn ạ. Cần thủ biển băng. Ôi dồi ôi. Ok, và bây giờ gì đây? Phá băng gì đây? Nói chung mình bắp thăm miễn phí vào cái đây là cái gì ấy? À, cái này là cái bắp thăm để số 2 ạ. Ui dồi ôi, mình được số 2 các bạn ạ. Và được 12 hàng à. Ủa, cái này là không sạch 12 là bây giờ sao là mình có được chưa ta? Bả hàng là mình hả? Ui, cái này là cái gì? Không biết đâu. 10 hàng à? À, hình như là một hàng nè, hàng ngang này, còn hàng dọc xuống thì cũng tính một hàng luôn. À, ok, và bây giờ thì mình sẽ gọi là để xem qua cái gì nha. Rồi, thì trước tiên là bây giờ ở trong đợt này chúng ta có một cái VIP các bạn ạ. À, VIP này đâu? VIP này hình như ra lâu rồi mà quên, mới ra, còn cái này cũng mới hơn nữa nè. Đấy ra, cái phần cửa hàng này, trong cửa hàng này chúng ta sẽ có một nhà mới, nghe nói đợt này có một nhà mới các bạn ạ. Nhà lều tiết Lego đấy. Lego. Chưa à. Nhưng mà căn nhà này nó hơi độc lạ nha mọi người. Cái nhà này nó hơi bị ối rồi một tí đó chính là nhà của nó rẻ quá. Rẻ tới mức nhìn phát không muốn mua luôn. Trời ơi. Vãi cả trưởng các bạn ạ. À. Thề, vãi cả trưởng à. Gần 900.000. Ôi giời ơi, ông nội ơi, thề luôn. Thế này mua nói không trời, mình nhìn vô mình cũng không muốn mua luôn đấy. Nhìn vô tự nhiên cảm giác như nó sao mọi người. Ok, thì đây chính là căn nhà tuyết nha. Thì căn nhà này nó như thế này mà người. Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là đột nhập vô, gọi là mua căn nhà này với giá gọi là đấy, cho nên là tại vì căn nhà này nó bán mắc quá, đấy, muốn sổ căn nhà này nó bán mắc quá, thì cho nên là ngày hôm nay mình sẽ sở hữu căn nhà này for free luôn nha các bạn ạ. Ấy miễn phí luôn nha. Đấy. Ok nha mọi người. Và nói chung là cái này cũng rẻ thôi. Ok, thì trước tiên để mình xem thử coi mấy cái này như nào nha. Cần câu cái gì đây? Ý, dạo này có cần câu mới nữa, cần câu phép thuật win nữa, cái gì trời. Cần câu tình yêu diệu kỳ ạ. Rồi. Rồi, và tiếp theo là gói nội thất cắm trại tuyết. Ai xa cái gói nội thất nó cũng tạm được nhưng mà nó cùi quá. Ừ. Ok, và đợt này chúng ta có mở hộp gì không? Hay là coi có cái hộp mở hộp nào không nha các bạn ạ. Thì đâu ta? Không có mở hộp nào hả? Đây, ủa đây đúng không? Cái này là cái mới đúng không ta? Cái này cái mới đúng không nhờ? Cái này nhưng mà đồ này đồ nữ rồi. Còn ủa cái gì mà nó lấp lánh vậy? Ui. Xịn nhờ. Ui. Hồi nãy tôi cái đôi cắn này nó đeo được nè. À đâu trời ơi. Lấp lánh không? Còn cái gì dưới đây? À cái dưới đây là nó cũ rồi mọi người ạ. Rồi để xem nào. Dưới này cũng cũ nốt luôn. Cũ nốt luôn. Ok, hôm nay cũng chưa có cái gì mới, chưa có cái đồ bốc thăm mới các bạn ơi. À có chứ nhưng mà không có cái đồ xịn lắm. Còn nữa không ta? Hình như là hết rồi. À, và đỡ coi thử trong cái gọi là trong cái cửa hàng chế tạo kia đỡ coi có cái gì nha các bạn ạ. Mà có cái gì nha. Nghe nói cũng không có gì đâu nhưng mà nghe nói là có cái gì ấy. Ừ. Nghe nói nó có cái gì tôi mới show nha. Rồi chế tạo này. Ây à, chúng ta có một cái bộ đồ gì đây? Ủa, bộ đồ áo tròn tắm suối hả? Bộ này trước giờ có chưa ta? Hình như mình nhớ là nó ở trong cái bộ nào quen nhìn quen các bạn ạ. Hình như mấy cái mùa này mấy cái mùa VIP cũ đúng không trời? Phải không ta? Trời ơi, nó bán lại nữa mọi người ơi. Ok rồi, và đỡ coi thử phần tặng quà có cái gì ta. Phần tặng quà, ôi mấy bạn này FK rồi. Đây, được bạn này đi. Bạn này cũng bị đơ nốt luôn. Trời ơi. Kiếm một người đâu? Đây rồi. Ok, đỡ coi bạn này có gì nha. Đầu tiên á là, ấy à, kiếm cá ngự đông, người đông là, ủa? Cái kiếm này nó ở trong chế độ sinh tồn mà sao nó đem cầm bán ai à? Cái kiếm này cầm chém được luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi. Ồ, nó bán lại cái túi này, hình như ba cái hàng đầu này nó bán lại nè các bạn. Ui, nhưng mà lần trước bán giá này hay sao? Mình thấy nó mắc quá. Ok, và có cái màu da xanh nè. Cái màu da xanh mới nè các bạn ạ. Đấy, màu da này hình như cũng có rồi, nhưng mà nó bán ở trong này luôn. Ok, nói chung cũng hiếm nha. Rồi cài tóc mèo đen và mèo trắng. Ai cha. Hay cả chữa thật đấy. Ok, và bây giờ thì để coi như nào nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ vô phần hộp thư coi lần này được nhận cái gì nha. Chữ không nhận chân vậy. Ok, mở bộ bóng bóng xanh lé. Ui, nhận được bóng bóng cục ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ gọi là bây giờ đi đột nhập cái nhà đó nha. À mà cái nhà đây. Mình nói thiệt luôn. Cái nhà núi tiết nè. Cái nhà này nè. Cái lều tiết logo này nè. Có khác cái gì cái nhà sinh tồn này đâu. Có khác gì cái khu sinh tồn này không các bạn? Có khác không? Mình thấy nó cũng không khác gì hết các bạn ạ.
đừng nói đem cái căn nhà này đi bán nha. Trời ơi, cái nhà này phân thân là đi bán á bà nè, phải cả trưởng á. Rồi thì nói chung là sở hữu cái nhà free bằng cách cho mọi người chu... thì hiện tại cái nhà này nó đã free rồi, mọi người chỉ cần chui vô đây và chơi thôi, có cái gì đâu. Ok được bạn, thì thôi chứ bây giờ thì mình sẽ gọi là đi qua cho khu vực nhà nè. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vô trong căn nhà bằng nó có cái gì nha các bạn ạ. À đây, thấy không? Có một bạn đây, trời ơi. Đây, bạn này tên gì đây? Sulogsi bà mâm nha. Ừ, bạn này xem video thì nhớ bình luận dưới thư nha. Rồi, có hai căn nhà kế bên luôn nè. Thì cái nhà này nó cũng không có khác gì. Nó hơn nó giống, không biết nó có phải là giống 100% hay cho nó giống 99% ở khu kia nha. Nhưng mà ở trong này hình như mình thấy cái nhà này nó to hơn bên khu kia. Nhà này nó to hơn, cái chỗ mình sinh tồn bạn nó to hơn một tí. Nhưng mà ở bên trong thì nó như thế nào? Đó, ok, bây giờ mình sẽ vô đại căn nhà của bạn này đây, chủ nịt. À, chủ nịt nha các bạn ạ. Ok, let's go. Ôi trời, nhà này đã đóng cửa rồi, không cho vô rồi, chết rồi. Nhà đã đóng cửa luôn ta. Ô, nhà này khóa cửa rồi mọi người ơi. Định vô nhà của chú nịt nhưng mà ai ngờ chú nịt không cho vào. Ok thôi bây giờ vào tạm cái nhà của bạn này đi. Ủa mà khoan nha, hồi nãy tôi nhớ tôi vào được mà sao nó không cho vào. Ủa sao không vào được các bạn. Rồi, wow, mới vào căn nhà mới mà cảm giác như là mình hơi bị lạnh các bạn ạ. Ui, trời ơi, các bạn có thể bấm nút like để cho mình ấm hơn không? Ok, và bây giờ thì được coi thằng mới vào thì cho bạn này 10 sao. Ui, mới vào mình phát hiện một cái con ké bự chà bóa các bạn ơi. Con ké gì bự, ké, ui, ké nhà ta, ở lộ đâu? Ké voi. Cá voi các bạn ạ, ui con này là con ké voi ở trên nóc, ở trên đầu nó có cái gì ấy, nó có cái ngôi nhà nó luôn, nó có ngôi nhà này luôn các bạn ạ. Nhưng mà ngôi nhà này hơi ảo nha, ở bên ngoài nó nhỏ nhưng mà bên trong nó to chà bá, mọi người vá cho là trưởng á. Nhưng mà công nhận là nhà này đẹp nha, ui ngồi ké bự vãi. Con ké này nó xây luôn nha, cái bể bơi này nó xây qua vùng trời luôn, quá đẹp, đẹp. Quái, ok, lần này nó to hơn nè, lần này là cái hồ bơi nó cũng bự luôn nè, đấy. Hồ cá nó bự chà bá này, từ từ coi cái này nó ghi, nó không có ghi hết mọi. Mình tưởng ghi con cá này ghi gì giờ, nói chung là con cá này cá mập mọi người, cá mập mới mọi người ơi, cá mập băng. Con kia là cá voi băng luôn. Quá trời quá đất là quá dữ quá dữ. Ok. Rồi còn đây là bạn chủ nhà này, bạn chủ nhà cầm con cá sấu. Đấy, đừng cầm con cá sấu mọi người ạ. À. Cá sấu cũng băng nốt luôn. Ui giời ơi. Còn con này là con gì ta? Con sói. Con sói update à, con sói nâng cấp lên thành con bé bảy. Ui xịt, nhà bạn này đúng là đỉnh cao quá. Đấy, trời ơi, bạn này kinh thiệt đấy mọi người ạ. Ui, mua mấy cái đống này cũng không mắc hơn gọi là cái chục cũ đấy. Ui trời ơi. Ok, còn bây giờ thì hai con cá bự và bé ở đây bây giờ ngồi ở trong nhà này, có một cái hồ bán bự nữa. Hồ bán này nó trơn trơn nha. Đấy, trước giờ đất có này là đất trơn trơn nè. Ủa? Ủa nhà bán này có cái xe à đâu? Đây là cái gì ra nội thất. Cái xe này ngủ được luôn trời ơi ông nội. Ông Minh đâu ra xuống xe tôi lên xe nào tôi lạnh lắm luôn rồi. Để đến giờ đi học thôi kìa. Đến giờ đi học rồi, đi học lẹ đây. Nhanh lên, trời ơi, đến giờ đi học mà vẫn còn ngủ nướng các bạn ạ. Ui giời, phải gà chữa luôn chứ. Ôi trời ơi. Ok thì nói chung là đây là mấy cái tiết các bạn ạ. Ui xịt nha. Ui sao mà cái đường tiết này nó đi chậm như ta. Nó trượt trượt khó chịu quá nhờ. Nhưng mà cũng... Ê Sidu từ cho tôi ngồi lên, ngồi lên Sidu coi. Đó. Rồi, ui, sao tôi ngồi lên Sidu mà tôi không đưa được hả? Sao hả? À, hai cái con này nó không giúp mình đưa. À con này cái gì đây, cái ghế à? À cái gì? À bập bên. Ủa mà bập bên nó không ngồi được. Này không được rồi. Này không được rồi. Rồi. Ê nhưng mà khoan nha. Ủa sao ở đây tiết rơi lạnh quá lạnh mà sao ở đây có cái một cái đấm lửa nhờ, đáng lẽ đấm lửa này nó sẽ bị dập tắt chứ. Ok và đặc biệt là ở trong nhà này mày có nó cũng có hồ bơi băng. Đấy và bây giờ thì mình xuống mình tắm nha. Đó, mình tắm ở trong cái biển lạnh luôn vẫn không sao nha các bạn ạ. Ôi trời ơi. Đấy, đáng lẽ là game mà nếu mà trong cái nhà lạnh lạnh như này bơi xuống là sẽ bị đóng băng. Đấy, hoặc là như nào đấy. Ok nhưng mà mình bơi xuống nước luôn mà. Mà công nhận cái hồ này nó bự nhà má thật tư. Thì cái hồ này khi mà chúng ta cần câu lên chúng ta câu á, đâu rồi? Đây cần câu phép thuật. Ok. Đứng cẩn thận nha, đứng cẩn thận mình ném mình câu nha, đứng chỗ này. Rồi, đó mình ném xuống. Đó, ok. Mình ném xuống mình đợi con mồi là mình câu lên con cá mập chà bá cho mọi người xem nha. Úi giời, nói chung là hơi bị căng luôn đấy. Rồi đi xem nào. Rồi. Mồi đâu lên đi. Lên nào. Đây có một con mồi, sao con cá nhỏ xíu vậy? Mà không sao, cá nhỏ này nó ra được con cá băng là được rồi. Tự nhiên bình tĩnh nha. Ê, lên. Cá băng. Đây, ủa đâu phải đâu. Cá tép ông nội ơi. Mình nhìn mình tưởng cái băng á bà nè. Nhầm. Trời ơi.
Ok thôi không sao, bây giờ mình sẽ gọi là câu tiếp đấy, chừng nào lên thôi ấy. Đi xem nào. Mấy bạn kia cầu quá trời đất luôn kìa. Đấy, quá trời luôn. Nhà này nói chung là nhà này nó hơi cũng hơi to nha. Đấy, quá to luôn. Quá trời cầu như nước luôn, quá trời. Ồ lại là một con cá nhỏ nữa này. Từ từ bình tĩnh nha, đừng câu nha. Lại một con cá nhỏ nữa các bạn ạ. Let's go, let's go. Từ từ từ. Bè nhấp hai nhấp. Lâu rồi tôi chưa câu cá, nay tụi câu lại biết có sao không nữa. Rồi. Vô. Lên rồi, lên rồi. Một con ủa cá ngọt hả? Ủa sao tôi vô hồ băng mà sau tuần hồ này hồ lạnh mà sao vô cá ngọt thế nhỉ? Ôi giời ơi, cá tuế đấy chứ. Ôi giời ơi. Ôi, cá ngọt nó sống như này nổi không trời. Đáng lẽ mấy con cá này sẽ bị đóng băng hoặc là bị như nào ấy. Trời ok không sao. Bây giờ thì mình sẽ câu nha, câu tiếp nha. Ok. Ôi giời ơi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ gọi là đang câu tiếp. Lại một con cá nhỏ nữa này, sao con cá nhỏ hoài vậy ta? Ồ, con cá tuế nha, con cá tuế trắng. Ai, con này mới nè, con cá tuế trắng này mới nè. Này được nè, này ok nè. Bây giờ thì mình sẽ gì đây, xem em nè ha. Đâu đâu xem nè. Xem này có cái gì. À đù, đây. À đù, cầm lên cái bự dạp bá luôn các bạn ơi. Vãn cả trưởng là câu dễ không? Khoảng câu dễ không? Ờ à, câu dễ không? Chắc là không dễ đâu mọi người, mày câu mấy con đó là không có dễ đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ câu thử cái chết cha đây, mình câu cái mồi luyện tập nha. Cái mồi luyện tập này được, coi thử nó câu dễ không nha. Ui giời ơi, dễ lắm hả? Dễ không mọi người? Mọi người câu cái con đó dễ không? Vậy thì cho tôi không thấy không ổn nha. Ok. Bây giờ thì tôi đi câu nè. Go. À đây bự nè, con này bự nè mọi người, con này hơi bự chà bá nè. Ai cha, bóng 6 anh. À, bóng 6 mà, đúng rồi, nhìn con đó là bóng 6 rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây, con gì đây? Bùm, lên. Lên. Uầy, trời ơi, kéo mãi mòn mới lên được con cá chép. Trời ơi, con này nó cùng cùi hơn nữa. Con này có cái gì đâu. Quá là trợn à. Ok. Và lên đỡ bên câu một con nha. Một con nữa coi, biết nó lên một con cá bạc nào mới không. Con cá nào mới không, nói chung dạo đây nó update lên. Cái đoạn update này nó có mấy cá mới bạn ơi. Này được coi thử liệu mình có câu lên được con cá đó không nha các bạn ơi. Được rồi. Go. Lên. À dạ, chưa. Zô nào. Lớn nào, anh nào. Con này hơi nhỏ nè. Ê, trời ơi, tôi bấm lộn rồi. Tôi tưởng nó cắn mồi, ai ngờ nó chưa cắn. Trời ơi. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ gọi là đi lại tiếp nữa mọi người. Quái gà trưởng đấy. Quái gà trưởng thật đấy. Ok, đây con này bò to hơn này, con này có vẻ ổn hơn này mọi người ạ. Đấy rồi. Đấy rồi, đây rồi. Lên. Rồi. Con gì đây? Wow, một hộp băng đông cứng. Ây cha. Hộp băng đông cứng nha các bạn ơi. Uầy, ngon nha, ngon nha. Coi được con hộp này mở ra cái gì nha các bạn à. Bị đông cứng ở dưới nước. Ok, mở. Wow, một hộp con này mọi người mở ra cái gì, mọi người đó thử mở ra gì bạn ơi. Let's go, ra gì đây. Ra được 17 chữ bơ ạ. 17 chữ bơ ạ. Hãy thử chơi phá băng, đi go bằng su băng. À, cái này ạ. Khi bạn cái su băng này để gọi là để mọi người để chơi cái này này. Ớ, mình nhận mấy nhiệm vụ này này. Ngồi xịn luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bấm vào đính danh này nha. À đâu, cái phá băng bigo này nè. Đấy, mình có 20 cái rồi mọi người. À, 20 cái băng để bóc số bạn ơi. Đấy, được coi thôi mình phá băng như thế nào, mình phá số mấy đây. Số 6 hả? Trời ơi, số 6 được 5 con mồi thu ạ. Ok, nói chung cũng ược, cũng không có gì ghê gớm lắm. Ừ, ok, thì ở trong căn nhà này được có còn gì lắm nha. Nói chung là căn nhà này nó bự lắm nha mọi người. Căn nhà này nó như một cái bụi cắm, như cái chỗ cắm trại ở khu cắm binh á. Đây, nhìn cái chỗ này nó giống khu cắm binh không? Đấy, nhìn cái cổng này nó gần giống khu cắm binh nè. Đấy, bạn này mới vô chụp hình này để bạn này đi du lịch nè. Bạn này đi vô bạn này nhà mình đeo ba lô rồi cái thứ luôn nè. Đó, bạn này rất là chuyên nghiệp luôn. Ok. Đấy, rồi cho bạn này một tim đấy. Ok. Lên. Ok, chúng ta đã lên rồi. Wow, cái chỗ này ấy. Ủa là sao? Ủa sao tôi bị lọt xuống dưới này? Sao tôi bị lọt xuống dưới này? Bên này cũng vậy à? Ủa là sao? Ủa sao nó lọt xuống? Sao lọt gì đây, lọt xuống. Ủa sao lọt xuống ta?
mình ôi sao mà bạn này đứng ở trên đây câu được mà mình không câu được ta. Trời ơi, cái này cái xe hả? À, trời ơi, mình tưởng là cái chỗ này đứng được như bình thường như cái tảng băng bên kia. Hóa ra là cái này là cái ghế. Trời ơi, cái xe kiểu như cái game này làm một kiểu như cái xe á. Cái game này giống như cái kiểu mà thành một cái xe mọi người. Mình phải đứng ở trên này mình câu bình thường nhá. Mình đứng mình câu thôi chứ mình không có di chuyển lung tung ở trên đó được. Mình tưởng đứng được chứ mình... Nhưng mà tính ra là game này nó không blue, không, mình thấy cái khúc này nó không logic tí nào. Mình thấy cái này nó hơi bị vô lý á mọi người. Hơi bị vô lý nha. Ôi giời ơi. Rồi không sao, bây giờ mình câu đại con này đâu coi lỡ lên bóng. Con này đâu phải bóng 6 đâu. Đây, để mình câu con này nha mọi người ơi. Ê, cái xe kia đi được kìa. Ủa? Ủa xe băng đâu ra vậy? Khoan, đây là xe băng à? Xe băng à? Ôi giời ơi. Trời ơi, mình tưởng chiếc xe này nó lái được chứ. Mình tưởng chiếc xe... Trời ơi. Các bạn ơi, lúc đầu mình tưởng là cái cục này nó băng nó trôi ở trên này nó có game nó làm sẵn, nhưng mà mình hóa ra cái này là chiếc xe. Quay, bóng 6 các bạn ơi, bóng 6. Đây. Đây rồi, cá mập băng đây chứ đâu. Cá mập băng đây chứ đâu. Ok. Đây rồi, căng thẳng rồi. Đấy. Bây giờ mình phải nhanh tay nha. Nhanh tay, cái này mình nhớ nè, từ. Tên. Ôi ôi. Trời, căng quá. Ơi trời ơi, cá mập đi đâu? Nhưng mà mọi người, ơi đi đâu mà mọi người mà. Mình sẽ gọi là lên mọi người đón thử lên con gì đây? Con gì mọi người ơi? Con gì? Ôi ôi. Mình phải tập trung mà chơi câu ké này lâu quá. Ôi. Đúng rồi, câu ké này hơi bị áp lực các bạn ạ, hơi bị rét. Ui, mình bấm lộn nút cách rồi, bị đỏ dây rồi. Toàn rồi, bây giờ mình bị đứt một phát nữa là đi luôn con ké này. Chết, mình bấm nhầm. Giật cả mình. Mọi người bấm like cho. Hãy bấm like cho video này để được mình lên con này nào. Ê. Ui. Lên đi. Lên nào. Let's go. Đâu vậy? Ây nhà. Đây rồi. Đây rồi. Chuẩn bị lên. Chuẩn bị lên. Lên nào, sao lâu vậy ta? Con này nó ăn cái gì mà nó kéo dài như đĩa trời. Ui giời ơi. Bây giờ quen tay. Ui giời, cái này giật lâu. Con này chắc là con gọi là con cái con. Ui. Lên. Rồi, thế là mình đã lên được con luyện tập. Mình mở ra cái gì đây? Được một tiền sao quả cà trưởng à. Wow. Ôi giời, ok mọi người, thế là ngày hôm nay mình nói chung là nay update gọi là sự kiện cần thủ biển băng các bạn ơi. Quá là đượn luôn. Và cái hộp này, mấy cái hộp này được cái hiệu cho đây mồi câu biển à. Ấy à. Ơi, cái mồi câu tuyết này nó tỷ lệ ra cái con cá băng ấy mọi người, mình nghĩ á, cái mập mà bóng 6 ấy mọi người được ấy. Ok mọi người, nói chung là lần sau mình có câu được con bóng 6 thì mình sẽ cho mọi người xem nha. Thì còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào cái clip tiếp theo. Bye bye, nhớ like và đăng ký kênh nha.